Chào mọi người. Rồi, tiết lai ngày hôm nay đến ngày mai tiết nghỉ rồi mọi người nha. Mai tiết nghỉ Tết rồi. Lai thu Mỹ, lai cuối. Rồi, xin chào Hoàng An. Đây, bỏ thiết mặt. Thiết mặt. Số 3. 40-55 cây. Bên sai lớn nhà chị. Rồi tiếp đang mặc là số 3. Lá 3. Lá 3 nha. 40-55 cây lá 3. Lá 3 40-55 cây nha. Đang gọi chốt em ơi, đang gọi chốt. Rồi, bộ này xanh 3, 40-55 kg xanh 3. Rồi, xanh 3, 40-55 kg xanh 3. Lá 3 xanh 3. Đây, xanh 5. 60-65 kg xanh 5. Đen 4, 55-60 kg. Đen 4 55-60 kg. Đen 4. Rồi, cảm ơn Trân Trân nha. Đen 4, 55-60 kg. À, bộ này ghi cho tiếp là xanh bi 4, 55-60 kg, xanh bi 4. 55-60 kg, bộ đẹp quá nè, xanh bi 4. 55-60 kg, xanh bi 4. Rồi, đen 4. 55-60 kg, đen 4. Xanh rêu 4. Xanh rêu 4. Không, bắt đầu xanh rêu 4. Xanh bi 4 và chi Quỳnh. Rồi, em chào chị Nguyễn Nhung. Xanh bi 4. Này Mỹ chế Linh. Rồi, mã này ghi tiếp đen 4, 55-60 kg, đen 4. 55-60 kg, chốt tiếp đen 4. Rồi cam 3 40-55 kg cam 3. 40-55 kg cam 3. Rồi đen 5 60-65 kg đen 5. 60-65 kg đen 5. 60-65 kg đen 5. Xanh đen 4, 55-60 kg xanh đen 4. 55-60 kg xanh đen 4. Thanh sơn có đen 5. Anh Sơn khách mới cho lại số điện thoại khách rồi. Rồi mã này cam 3.
cam phối ba ha, cam phối ba cho khác, cam phối ba 40 đến 55 kg cam phối ba. Sanen 4 thì chị Nguyễn Ngọc Giàu. Sanen 4. Hôm nay chốt cho tí là cam phối ba 40 55 kg. Rồi, bộ này ghép tiếp cam phối 3, 40-55 kg. Cam phối 3. Dạ, ok chị Thu Thanh. Cam phối 3, 40-55 kg. Cam phối 3. Nhận được hai bộ thung tâm đẹp tôn chuẩn. Dạ, cảm ơn Huyền Vita. Dạ, cảm ơn Bùi Cẩm Tú. Dạ, chị Nguyễn Ngọc Giàu để riêng nha. Chị ghé lấy. Rồi, mã này ghi cho tí là xanh ba nha. Xanh ba 40-55 kg. Xanh ba 40-55 kg. Bộ tiết mặt 40-55 kg lá ba. Rồi bộ đang cầm xanh ba luôn, 40-55 kg xanh ba. Xanh ba 40-55 kg xanh ba. Rồi phối ba 40-55 kg phối ba. Rồi trung tâm tiếp không có. Hôm nay không có like trung tâm. Phối 3 40 đến 55 kg, chốt mã phối 3. Phối 3 40 55 kg, phối 3. Phối 3 cho Nguyễn Bích Hương. Bích Hương phối 3. Cam 3 40 55 kg, cam 3. Bốn mươi năm lăm cưới cam bà. 40-55 cưới cam bà. Đỏ 4 55 đến 60 kg đỏ 4. 55 đến 60 kg đỏ 4. Chốt cho tí là nâu 4, 55 đến 60 kg nâu 4. 55 đến 60 kg nâu 4. Rồi, bộ này chốt cho tí là phối 5. 60 đến 65 kg. Quanh quanh là như nghe nó trả hàng hả quanh quanh. Rồi phối 5 60 đến 65 kg, phối 5. Quanh quanh có trả hàng. Nâu 4 cho Thu Thanh. Phối 5 cho Bùi Cẩm Tú. Chị Nguyễn Thị Ngọc đi đơn rồi không có dồn được nha, em đi đơn mới nha. Vàng 3. Phối 5 tiết chốt là khách vàng 3 40-55 kg. Vàng 3 40 đến 55 kg vàng 3. Vàng 3 ok quanh quanh, vàng 3 40-55 kg vàng 3. Rồi hồng 3 40 đến 55 kg hồng 3. 40-55 kg hồng ba. Lá 4 55-60 kg lá 4. 55-60 kg lá 4.
lá 4 55 đến 60 kg. Nguyễn Thị Kiều có vàng 3. Rồi lá 4 55 đến 60 kg. Lan Trần hồng 3. Lan Trần hồng 3. Lá 4 nè mọi người. 55 đến 60 kg. Lá 4. Rồi cam ba 40-55 kg cam ba. 40-55 kg cam ba. Quanh quanh chưa có bộ nào hết á em. Rồi mã này ghi cho tí là cà rốt 4. 55-60 kg cà rốt 4. 55-60 kg cà rốt 4. Rồi cam 4. 55-60 kg cam 4. Cà rốt 4 do Bùi Cẩm Tú. Cam 4 55-60 kg cam 4. 55-60 kg cam 4. Đỏ 3 đẹp quá mọi người ơi. 40-55 kg đỏ 3. Em kiếm quần số 3 cho chị đi ha. Quần đen số 3. Lan Trần một bộ. Cái này đi với quần đen mới đúng. Dạ, cảm ơn chị Thu Thanh. Cam 4 cho Ngọc Hân. Rồi, cảm ơn Ngọc Liên Lê. Cam 5 là bộ nào? Không có cam 5. Không có cam 5. Đây đỏ 3 mọi người, 40-55 kg quần đen. Đỏ 3 40-55 kg. Còn bộ này đẹp quá cả nhà ơi, đỏ 3 nha. 40-55 kg đỏ 3. Mai Trần đỏ 3. Mai Trần đỏ 3. Rồi ok Lan Trần. Rồi bộ này ghi tiếp đỏ phối 3, 40-55 kg đỏ phối 3. 40-55 kg đỏ phối 3. 40-55 kg đỏ phối 3. Cam bi 3, 40-55 kg cam bi 3. Bùi Cẩm Tú có 2 bộ nha, có 2 bộ. Rồi cam bi 3 40-55 kg. Quanh quanh chưa có bộ nào hết. Cam phối 3 40-55 kg cam phối 3. Đỏ phối 3 Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều đỏ phối 3. Bộ này cam phối 3 40-55 kg cam phối 3. Cam phối 3 40-55 kg. Chú cho tí là rêu 3. Xanh rêu 3 40-55 kg. Mã của mình xanh rêu 3. 40-55 kg xanh rêu 3. Xanh rêu 3 40-55 kg. Rồi mã này là cam 3 40-55 kg. Cam 3 40-55 kg cam 3. Này đen 4. Cam phối 3 Nguyễn Vân. Nguyễn Vân có cam phối 3 40-55 kg. Rồi đen 4 mọi người ơi, 55-60 kg đen 4. Đen 4 55-60 kg đen 4. Rồi đỏ 4 55-60 kg đỏ 4. Đỏ 4 55-60 kg đỏ 4. Đen 4 cho Đặng Bạch Phúc. Rồi ok khách đen 4. Rồi cam 3 40-55 kg cam 3. 40-55 kg cam 3. Bộ này bao đẹp luôn á. Cam 3 40-55 kg cam 3.
tỏ 4. Da 3 các ơi, 40-55kg da 3. À, da 3 40-55kg da 3. 40-55kg. Cam 3 Nguyễn Vân, Nguyễn Vân cam 3. Xanh đen 5, 60-65kg xanh đen 5. 60-65kg xanh đen 5. Màu đẹp luôn nè. Xuất sắc luôn á. Xanh đen 5 nha, 60-65kg xanh đen 5. Trời ơi đẹp quá mọi người. Ngọc Hân có xanh đen 5. Màu này chốt cho tí là đen 5. 60-65kg đen 5. Chốt cho tí là đen 5. 60-65kg đen 5. Ngọc Hân có đen 5. Rồi bộ này đẹp mọi người nha. Xám 4 55-60kg xám 4. Xám 4 55-60kg xám 4. Xanh 4. Mẫu này đẹp nè. Đó, xuất sắc luôn. Xanh 4 mọi người, 55-60kg xanh 4. Xanh 4 55-60kg xám 4 xanh 4. Bộ này ghi cho tiếng là phối 3 đi. Ngọc Hân có xanh 4. Rồi ghi tiếng là phối 3, 40-55kg phối 3. Phối bà nha, 40-55kg phối bà. Phối bà 40-55kg. Rồi cam ba luôn, 40-55kg cam ba. Cam ba 40-55kg cam ba. Phối bà cam ba. Rồi đen ba luôn, 40-55kg phối ba cho Nguyễn Hậu. Nguyễn Hậu có phối ba này ghi cho tiếp là đen. Lan Hồ cam ba, đen ba nha mọi người. Lan Hồ có cam ba. Rồi đây đen ba 40-55kg đen ba. Thanh Nguyễn có đen ba. Thanh Nguyễn đen ba. Rồi da 5 mọi người ơi, 60-65kg da 5. 60-65kg da 5. Da 5 nha, 60-65kg mã là da 5. Da 5 cho Đặng Bạch Cúc. Đặng Bạch Cúc da 5. Rồi lá 3 40-55kg lá 3. Lá bà 40-55kg mã là lá bà. 40-55kg lá bà. Đèn bà tiếp đó rồi có đèn bà. Rồi vàng bà luôn, 40-55kg vàng bà. Cái này là tiếp chất lộn xộn á chị. Mà sáng cũng xả lộn xộn nhưng mà khách mua thương Mỹ. Sáng cũng xả lộn xộn cho nên là nó chắc tới đầu luôn. Vàng 3, 40-55kg vàng 3. Rồi mã này ghi tiếp đen 4, 55-60kg. Bộ mặt là lá 3, 40-55kg. Rồi mã này là đen 4, 55-60kg. Vàng 3 cho Lê Hiền. Của chiếc mặt là lá 3 nha. Dán cho mọi người thấy cái chữ lá 3. 40-55kg. Rồi đen 4. Rồi Hồng Ngữ là bộ mặt. Ok Hồng Ngữ nha bộ mặt. Đen 4 nha mọi người, 55-60kg đen 4. Hồng Ngữ là bộ chi mặt. Rồi xanh 5, 60-65kg xanh 5.
xanh 5 60 đến 65 kg, xanh 5. 60 đến 65 kg xanh 5. Ai bộ này tiếp cũng thích lắm nè mọi người ơi. Nói gì nói mấy chế vẫn thích Mỹ. Sáng là em soạn ra, em mới lên like mới hỏi là bây giờ khách muốn em like cái gì. Cái ai cũng nói phun Mỹ hết, cái em like phun Mỹ luôn. Cho nên là cái này còn đóng nè. Rồi xanh ma 40-55 kg, đen 4 cho thi bích. Đen 4 cho thi bích. Rồi xanh ba 40-55 kg, xanh ba 40-55 kg, xanh ba. Rồi mã này ghi cho tí là ngọc 3 đi, 40-55 kg, ngọc 3. Ngọc 3, 40-55 kg. Ngọc 3, 40-55 kg, ngọc 3. Bộ mặt hết, mới gì chốt. Rồi vàng 5, 60-65 kg, vàng 5. 60-65 kg, vàng 5. Rồi lá 4, 55-60 kg, lá 4. 55-60 kg, lá 4. Vàng 5 cho chị Đặng Hương. Rồi quả này lá 4. 55-60 kg, lá 4. Đúng rồi, mặt của Mỹ là mặt Tết là bao hết sảy luôn á. Đen 5, 60-65 kg, đen 5. 60-65 kg, rồi mã đen 5. Bao sang luôn, bao đẹp, giá thì bao mềm. Xanh ba cho bé Võ. Bé Võ xanh ba. Thôi đăng đặt hàng kèm số chị. Khách mới là phải có số điện thoại để gửi chốt đơn. Rồi đen 5 cho Đặng Bạch Cúc. Xanh 3 đã chốt. Rồi cam 3 nè, 40-55 kg cam 3. 40-55 kg cam 3. 40-55 kg cam 3. Lá 4, 55-60 kg lá 4. Ba cho Ngọc Hân. Ngọc Hân cam ba. Rồi lá 4, 55-60 kg lá 4. Chốt cho tí là đỏ 3, 40-55 kg đỏ 3. 40-55 kg đỏ 3. Ngọc 3 cho Khôi Đăng. Khôi Đăng Ngọc 3. Nguyễn Hồng Ngọc đặt hàng cho em số điện thoại vô em ơi. Rồi lá 5, 60-65 kg lá 5. 60-65 kg lá 5. 60-65 kg lá 5. Rồi bộ này bao xoay ngu nè. Xanh 5. Đó, bộ này bao xoay ngu. Lá 5 Đặng Bạch Cúc. Chị ơi, khách mới em chốt tới đa 5 bộ. Mình được 5 bộ rồi mình mua thêm thì mình cọc cho em mới chốt thêm được nha. Rồi bộ này là xanh 5, 60-65 kg. Bộ này là xanh 5. Đó, bông đẹp lắm mọi người. 60-65 kg xanh 5. Tím 5. Họ đang mặc tiếp hả? Tím 5, 60-65 kg. Tím 5 chuyển khoản chị. Xanh 5 cho chị Dương Hạnh. Tập chuyển khoản giùm em nha. Rồi tím 5, 60-65 kg. Tím 5 xanh 5 em hết nha, em chốt rồi chị. Xanh 5 em chốt rồi.
đẹp mê ly. Má này ghi cho tí là xám me 40-55 kg, xám me 40-55 kg, xám me chuyển liền chị ơi, khi nào em nhận cọc em mới chốt thêm nha. Rồi hoa bốn 55 đến 60 kg, hoa bốn, hoa bốn 55 đến 60 kg, hoa bốn. Kiếm 5 cho Mai Hồ, Mai Hồ kiếm 5. Rồi bộ này ghi tiết xanh 3, 40-55 kg, xanh 3, 40-55 kg. Rồi chốt tiết là xanh 3, 40-55 kg, xanh 3. Rồi đẹp quá. Chị ơi bấm đầu bộ Tiết Nguyễn, Tiết dạ, mặc áo dài màu đỏ. Sau hình nền là cái hình bìa, hình bìa là có số điện thoại chốt đơn, số tài khoản, cọc ít nhất 200 ngàn Tiết nha. Rồi mã này ghi cho Tiết là nâu 4, 55-60 kg, nâu 4. Nâu 4, 55-60 kg, nâu 4. 55-60 kg, nâu 4. Lá bè 40-55 kg, lá bè 40-55 kg, lá bè. Rồi mã là xám 4, 55-60 kg, xám 4. 55-60 kg, xám 4. Cam ba 40-55 kg, cam ba 40-55 kg, cam ba. Xám 4 sang Mỹ Duyên, sang Mỹ Duyên xám 4, cam ba Mỹ Hiền. Da ba cái nơi 40-55 kg, da ba 40-55 kg, da ba. Da ba 40-55 kg. Rồi cam ba, cam phối ba ha, cam phối ba 40-55 kg, cam phối ba 40-55 kg, cam phối ba. Xanh rêu ba 40-55 kg, xanh rêu ba 40-55 kg, xanh rêu ba. Cam phối ba cho Mỹ Hiền, nhiều cam phối bè. Rồi nâu đất 5 mọi người, 60-65 kg, nâu đất 5, 60-65 kg, nâu đất 5. Đẹp lắm anh chị, nâu đất 5, 60-65 kg. Vàng 5, 60-65 kg, vàng 5, 60-65 kg, vàng 5. Đỏ 5, 60-65 kg, đỏ 5. Rồi Mỹ Hiền đi đơn cho em. Rồi đỏ 5, 60-65 kg, đỏ 5, 60-65 kg, đỏ 5. Nâu đất 5 cho Mai Hồ. Xanh rêu 3 Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Hồng Ngọc xanh rêu 3. Rồi xanh lá 5, này xanh lá 5 60-65 kg, xanh lá 5 60-65 kg, xanh lá 5, 60-65 kg. Đỏ 3 mọi người ơi, 40-55 kg đỏ 3. Đỏ 5 cho chị Dương Hạnh. Rồi chị Dương Hạnh có
đỏ 5. Rồi tí đang cầm là đỏ 3 mọi người ơi, 40-55kg đỏ 3. Tí đang cầm là đỏ 3 nha, 40-55kg đỏ 3. Đỏ 3 cho Hồng Ngữ. Hồng Ngữ đỏ 3. Rồi da 4, 55-60kg da 4. Da 4, 55-60kg. Xanh lá 5 cho Lam Tường. Lam Tường xanh lá 5. Da 4 khách ơi, 55-60kg da 4. 55-60kg. Rồi đẹp quá nè. Đỏ phôi 5 nhìn tiếp nha, 60-65kg đỏ phôi 5. Da 4 cho Lê Hiền. Lê Hiền da 4. Rồi đỏ phôi 5, 60-65kg đỏ phôi 5. 60-65kg đỏ phôi 5. Rồi bộ này ghi tiếp đỏ phôi 3 nha, 40-55kg đỏ phôi 3. 40-55kg đỏ phôi 3. 40-55kg. Nâu đất 5, 60-65kg nâu đất 5. Nâu đất 5, 60-65kg nâu đất 5. Da phối 4, 55-60kg da phối 4. 55-60kg da phối 4. Chị ơi khi nào cặp rồi em mới chốt nha chị. Đỏ phôi 3. Ép vỏ đỏ phôi 3. Rồi 200k đúng không chị ơi? Chị Đặng Bạch Cúc 200k đúng không chị? Đỏ 3 cho bé vỏ. Phôi 5. Phôi 5 bộ nào ta? Bộ nào phôi 5 ta? Chị ơi phôi 5. Phôi 5 không có chị. Đặt bộ khác nhìn tiếp nha chị. Cái này em đọc là da nha, da phối 5. Ủa cái này là 4. Vậy là không có phối 5 nha chị ơi. Cái này ghi tiếp đen 4, 55-60kg đen 4. 55-60kg đen 4. Rồi ok chị, 200k tiếp nhận được rồi chị. Đã nhận. Rồi hoa nâu 4 đi. Hoa nâu 4, 55-60kg hoa nâu 4. Rồi tiếp nhận được rồi chị, 200k. Đen 4 thì chị Nguyễn Thị Thanh Vương. Rồi chốt cho tiếp. Hàng lỗi bây giờ gửi không kịp cho em. Hàng lỗi qua Tết nha, tại vì mai chị nghỉ rồi. Đó, Zalo thì đợi một lát, nhân viên chị trả lời đi, nếu mà ok thì qua Tết ha, qua cái ngày chị khai trương hả rồi. Hả gửi nha, tại vì ngày mai chị nghỉ rồi là không có ai nhận hàng á. Nay chị nghỉ chị về quê rồi. Da 5 60-65kg da 5. 60-65kg. Rồi đen 4 tiết chốt rồi mấy chị, da 5 nhìn tiếp nè. 60-65kg da 5. Yến Hồ da 5. Rồi ok chị, Yến Hồ da 5. Xanh lá 4, 55-60kg. Xanh lá 4. 55-60kg xanh lá 4. Rồi nâu đất 4, 55-60kg nâu đất 4. 55-60kg nâu đất 4. Chị mới nhận hai bộ hung mỹ đẹp xuất sắc.
đen 4 55 nó 60 kg, xanh đen 4. Đẹp quá nè mấy chị. Đó, bộ xanh đen. Đúng rồi, ngày khai trương là em đâu có nhận đâu, em đợi em phải đăng thông báo. Khai trương ai nhận hàng lỗi cả. Tím 4 55 nó 60 kg, tím 4. Đầu năm ai mà giải quyết mấy đó đâu mấy chị, đúng không? Ai cũng vậy mà. Tím 4 55 nó 60 kg, tím 4. Chị My Hồng Trần có nâu 4. Xanh đen 4 với Hồ Nguyễn. Nói chung là mùng 10 em mới bắt đầu giải quyết những cái đơn hàng nha. Đó, còn lại là mùng 6 em khai trương rồi, mùng 10 em mới giải quyết. Giải quyết đơn hàng thì em sẵn em nói đây luôn, nhưng mà sau khi em nghỉ em có sẽ đăng thông báo cho mấy chị rõ hơn. Tím 4 với chị Uyên Thư. Mùng 10 em mới giải quyết. Có chứ, năm nào em cũng nghĩ em cũng phải đăng hết. Cái vụ đó quan trọng lắm, phải đăng. Cam đất 5, 60-65 kg. Cam đất 5. Rồi 60-65 kg. Cam đất 5. Mỗi năm là mùng 10 em mới giải quyết. Mùng 6 khai trương, mùng 10 em mới giải quyết. Rồi vàng 3, 40-55 kg. Vàng 3. Mới bị đơ đơ mạng mấy chị, mới bị đơ đơ. Rồi chốt cái tiết đỏ 5, 60-65 kg. Mặt cái này thẳng ra nè mấy chị nha. Khi mình mặc nó thẳng ra nghe yêu của mình. Còn khi tiết tầm thì nó rủ xuống. Đó, mình mặc nó thẳng ra nè. Rồi đỏ 5 tí nha, 60-65 kg. Đỏ 5 gì chị chặn bạch cúc. Vàng 3 cho Nguyễn Hương. Nguyễn Hương có vàng 3. Rồi xanh đen 3 luôn. 40-55 kg xanh đen 3. Xanh đen 3 40-55 kg. Xanh đen 3 40-55 kg. Rồi cam 5 nhìn thấy luôn, 60-65 kg cam 5. Cam 5 xanh đen 3 cho Nguyễn Hương. Nguyễn Hương có xanh đen 3. Rồi đây cam 5 60-65 kg. Rồi xanh đen 3 chốt rồi mọi người. Cam 5 nhìn tiếp nha, 60-65 kg. Trời ơi đẹp lắm nha. Caro 4 đẹp quá mọi người nè. 55-60 kg caro 4. 55-60 kg caro 4. Wow, bao đẹp luôn. 55-60 kg caro 4. Rồi xanh 5 60-65 kg xanh 5. 60-65 kg xanh 5. Caro 4 Phan Mỹ Duyên. Rồi xanh 5. Trời ơi đẹp. Hôm bữa là khách kiếm cái mẫu trái tim này nhiều lắm nè. Xanh 5. Keo 3 luôn, cắt 40-55 kg, keo 3. Keo 3 40-55 kg. Keo 3. Xanh 5 cho Lê Khoa. Lê Khoa xanh 5. Rồi đen 5 luôn, 60-65 kg đen 5. 60-65 kg đen 5. Rồi chốt cho tiếp đen 5, 60-65 kg. Rồi vàng 5 nhìn tí luôn, 60-65 kg vàng 5. 60-65 kg vàng 5. Đưa dùm chị. Có quần thôi. Ủa, có cái quần đen á em, có quần đen. Ừ, cả bộ.
Rồi bộ này đẹp lắm mọi người, bộ này nâu 4 đây nè. Vàng 5 chị Đặng Bạch Cúc, vàng 5. Chị Trang thì ghi rõ nha chị ơi, đừng có ghi tắt quán. Rồi mã này ghi cho tiếp là vàng. Vàng 4 luôn đi, 55 nó 60 kg vàng 4. 55 nó 60 kg vàng 4. 55 nó 60 kg mã của mình vàng 4. Rồi xám 3, 40 55 kg xám 3. Xám 3 40 đến 55 kg xám 3. Đen 5 Nguyễn Hoàng Kim Ngân. Rồi đen 5 cho chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân. Rồi bộ này là da 3 khách ơi, 40 55 kg da 3. 40 đến 55 kg, mã của mình là da 3. 40 55 kg da 3. Vàng 4 cho chị Quỳnh Liên, sau khai trương sớm, năm nào em cũng khai trương ngày đó hả chị. Xám 3 40 55 kg xám 3. À mới xám hồi này ghi xám phối một tí nha, xám phối 3. Hồi này ghi tí xám phối 3 nha mọi người, xám phối 3 nha. Mới đọc bộ xám là xám phối 3. Rồi đỏ 3, da 3 cho nhung vỏ. Nhung vỏ có da 3. Rồi đỏ 3. 40 55 kg đỏ 3. 40 đến 55 kg xám phối 3 Phương Kim. Này xám phối 3. Hôm nay ghi tiếp đỏ 3, 40 55 kg. Đỏ 3. 40 đến 55 kg đỏ 3. Xám phối tiếp chốt rồi khách, chốt rồi khách ơi. Nhận đồ rồi đẹp quá, cảm ơn khách nha Nguyễn Thị Nhi. Mã này ghi cam 3 luôn đi khách. 40 55 kg cam 3. Rồi Ngọc Dược Phạm chưa có bộ nào hết, đâu có thấy đặt gì đâu. Cam 3 40 55 kg xám phối 3 tiếp chốt rồi chị. Cam 3 40 55 kg. Rồi đỏ 4 55 đến 60 kg đỏ 4. Đỏ 4 55 đến 60 kg đỏ 4. 55 đến 60 kg đỏ 4. Lá 4. 55 đến 60 kg lá 4. Lá 4 55 đến 60 kg lá 4. Đỏ 5 60 đến 65 kg đỏ 4 cho Đỗ Nhi. Gì đỏ 4. Rồi đỏ 5 60 đến 65 kg đỏ 5. Lá 4 cho lụa vỏ, lá 4. Đỏ 5 60 đến 65 kg đỏ 5. Bộ bao đẹp luôn. Xuất sắc. Rồi đỏ 5 nha, 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi đi đơn Bùi Cẩm Tú ok em. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. Rồi chị Nguyễn Hàng Kim Ngân đi đơn. Ok nha chị. Cam 5 nhìn tí 60 đến 65 kg cam 5. Lá 4 tí là chốt, đã chốt lá 4. Đỏ 5 cho Ngọc Hiếu. Cam 5 Ngọc Hiếu. Rồi cam 4 55 đến 60 kg cam 4. 55 đến 60 kg cam 4. Cam 4 55 đến 60 kg cam 4.
lá phối 4, 55 đến 60 kg. An ngang có cam 4. Lá phối 4. 55 đến 60 kg lá phối 4. Lá phối 4, 55 đến 60 kg lá phối 4. Đây chấm bị này nhiều lắm. Rồi, đen 5 cách rồi 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Đỏ 3, 40 55 kg đỏ 3. 40 đến 55 kg đỏ 3. Đen 5 cho Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn đen 5. Rồi xanh 3, 40 55 kg xanh 3. 40 đến 55 kg xanh 3. Đỏ 3 Nguyễn Hồng Ngọc. Nguyễn Hồng Ngọc đỏ 3. Đây Nguyễn Hồng Ngọc đỏ 3. Rồi, con này ghi cho tí là hoa 4. 55 đến 60 kg, hoa 4. Xanh 3 cho Nhung Võ. Võ xanh 3. Rồi, hoa 4 nha, 55 đến 60 kg, hoa 4. Ai, đẹp quá đẹp luôn. Lụa võ có hoa 4. 55 đến 60 kg. Rồi hồng da 3. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. 40 55 kg hồng da 3. Dạ chị Nguyễn Linh. Đây năm nào em cũng vậy với chị. Hồng da 3, 40 55 kg. Rồi đẹp lắm luôn. Năm ngoái chị Linh khai trương ngày nào? Nâu 5, 60 đến 65 kg nâu 5. Nâu 5, 60 đến 65 kg nâu 5. Hồng da 3 dương muội. Thường thì mùng 9, thì năm nay ai cũng phải chương mùng 9, tại mùng 9 ngày cái ngày thứ 2 luôn. Rồi lá 5, 60 đến 65 kg lá 5. Lá 5. 60 đến 65 kg lá 5. Nâu 5 lá 5. Rồi, xanh 4, 55 đến 60 kg xanh 4. Chị Đặng Bạch Cúc có lá 5. Nâu 5 cho Giao Tiên. Giao Tiên nâu 5. Rồi ghi cho tí là xanh 4. 60 kg xanh 4. 55 đến 60 kg xanh 4. Rồi mã này ghi cho tí là bi 4. Bi 4 nha. 55 đến 60 kg. Rồi bi 4. 55 đến 60 kg bi 4. Đỏ 5, 60 đến 65 kg đỏ 5. Xanh 5. 5 hết rồi chị. Rồi, mã này đỏ 5, 60 đến 65 kg đỏ 5. Xanh 4 Trần Thanh Liêm. Xanh 4. Đỏ 5 cho Ngọc Hân. Rồi bữa này ghi tiếp đỏ 4. Bi 4 cho Tiền Thanh. Chị mới có bị 4 chị. Lỗi hả? Đỏ 5 bị lỗi. Của ai? Của chị Ngọc Hân. Ngọc Hân ở đỏ 5 bị lỗi. Tí bỏ ra đặt bộ khác hình tiếp nha. Bữa này ghi tiếp đỏ 4. 55 đến 60 kg. Đỏ 4.
55 đến 60 kg đỏ 4. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. 60 đến 65 kg 139.000 đó, 139.000. Cam 3 40 55 kg cam 3. 40 đến 55 kg cam 3. 139.000. Rồi da 3. 40 55 kg da 3. 40 đến 55 kg da 3. Đẹp lắm mọi người. Cam 5 cho giao tiên. Rồi da 3, cam 3 da 3 đỏ 4. Đúng rồi chị Linh. Đúng rồi chị. Rồi da 5 60 đến 65 kg da 5. 60 đến 65 kg da 5. Da 5 60 đến 65 kg da 5. Xanh rêu 4. Cam 3 cho khí trường. Khí trường cam 3. Da 5 cho mai hồ. Xanh rêu 4. Chuột hợp với con gì? Chuột hợp với con rồng. Con chuột với con rồng. Rồng lặn quanh đó. Xanh rêu 4 55 đến 60 kg. Xanh rêu 4. Này ghi tiếp xanh rêu 3 luôn đi. 40 55 kg xanh rêu 3. Rồi chị Liên Bích có xanh rêu 4. Này là xanh rêu 3. 40 đến 55 kg xanh rêu 3. Đỏ 4 cho Nguyễn Thúy. Nguyễn Thúy đỏ 4. Xanh rêu 3, 40 55 kg xanh rêu 3. Đẹp lắm mọi người ơi nè, xanh rêu 3. Nghe đó giống người mẫu mà. 40 55 kg xanh rêu 3. Nâu đất 5, 60 đến 65 kg. Nâu đất 5. 60 đến 65 kg nâu đất 5. 60 đến 65 kg. Vàng 3 40 55 kg vàng 3. 40 đến 55 kg vàng 3. Xanh rêu 3 Quỳnh Liên nâu đất 5 Quỳnh Biển. Xanh rêu 3. Nâu đất 5. Vàng 3 Nguyễn Tiết Kiều. Nguyễn Tiết Kiều vàng 3. Rồi da 3 luôn khách. Mẫu mới nè. 40-55kg da 3. Da 3 40-55kg da 3. 40-55kg da 3. Da 3 vân vỏ. Vân vỏ da 3. Rồi mã này ghi da 5 luôn mọi người ơi. Da 5 luôn. Chị Phương Kim có một bộ. Có một bộ Phương Kim cũ. Phương Kim mới đặt hàng kèm số điện thoại nha chị. Chị nào cũ thì không cần kèm số, nhưng mà mới phải có số. Da 5 60 đến 65 kg. Chốt cho tí là da 5 60 đến 65 kg da 5. Beo 3 40 đến 55 kg beo 3. Rồi rồi em nhận cọc 100k rồi chị. Em nhận cọc 100k của chị Hồ Thoa rồi. Rồi da 5 cho chị Đặng Đặng Trần da 5. Ok chị. Beo 3 40 55 kg. Beo 3
đến 55 kg bèo ba. Rồi, đen 5 nhìn tiếp luôn, 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Con này nó bị dơ. Dơ quá trời. Rồi cam 4, 55 đến 60 kg cam 4. 55 đến 60 kg cam 4. Bèo ba Lê Hiền, Vân Võ đi đơn ok các. Cam 4 đẹp quá mọi người. Nè, 55 đến 60 kg cam 4. Nguyễn Nguyễn cam 4. Ủa đẹp quá. Rồi, bị dính nguyên đốm luôn, bỏ ra. Rồi xuất sắc luôn. Rồi xuất sắc, nguyên đốm bỏ ra ha, đó, hàng lỗi em quăng ra hết. Rồi da phối 4, 55 nó 60 kg, da phối 4. 55 đến 60 kg da phối 4. Da phối 4. Xanh 3 40 đến 55 kg xanh 3. 40 đến 55 kg xanh 3. Đây mọi người ơi, cam 5 60 đến 65 kg. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. Rồi xanh 5. Da phối 4 Quỳnh Liên. Quỳnh Liên da phối 4. Cuối lai đi đơn cho Lê Hiền, ok Lê Hiền. Cam 5 cho Nguyễn Xuân. Nguyễn Xuân cam 5. Rồi bộ tí cầm là xanh 5. Xanh 5 60 đến 65 kg xanh 5. Xanh 5, xanh 5 mọi người nha. Xanh 5 60 đến 65 kg. Rồi xanh 5 nha, 60 đến 65 kg. Cam 3 40 đến 55 kg cam 3. 40 55 kg cam 3. Cam 3 40 55 kg cam 3. Rồi hồng 4. 55 đến 60 kg hồng 4. 55 đến 60 kg hồng 4. Xanh 5 cho Đặng Trần, xanh 5. Cam 3 cho Đạt Phát. Đạt Phát cam 3. Rồi da 3 mọi người ơi, 40 55 kg da 3. 40 đến 55 kg da 3. 40 55 kg da 3. Da 5 60 đến 65 kg da 5. Da 3 cho Nhung Võ. Rồi da 5 60 đến 65 kg da 5. 60 đến 65 kg da 5. Rồi đen 3 khách ơi. 40 55 kg đen 3.
À năm nay mùng 10 chị lên khai trương coi ngày rồi hả chị? Rồi bộ này diệp tiết vàng 3 kiều phương thấy nha. Thấy kiều phương vàng 3 40-55kg vàng 3 40-55kg vàng 3 thấy nha. Gia năm cho Nguyễn Tuyền. Nguyễn Tuyền gia năm. À chị mới mặc, chị coi giùm em coi em chưa nè. Vàng 3 40-55kg vàng 3. Em cũng ham hố. Gồm chân ngắn vàng 3. Còn đen 3 đó mọi người, còn đen 3. Rồi cam 4 chị hết đặt bộ khác giùm chị nha. Hồng 5 60-65kg hồng 5. Hồng 5 60-65kg hồng 5. 60-65kg hồng 5. Rồi đây vàng phối 3 40-55kg vàng phối 3. Vàng phối 3 40-55kg. Vàng phối 3. Ui ui. Em không biết hả chị Linh? Không biết đó, về không có coi nè, không biết. Phương Kim vàng phối 3. Rồi xanh đen 3 mọi người ơi, đẹp quá nè. 40-55kg xanh đen 3. 40-55kg xanh đen 3. Đẹp nha, bộ này đẹp. Xanh đen 3. 40-55kg. Rồi xanh lá 4. 55-60kg. Xanh lá 4. Xanh lá 4. Xanh đen 3 Lê Hiền. Rồi xanh lá 4 55-60kg xanh lá 4. Rồi chị Liên Bích xanh lá 4. Rồi đỏ 4, đẹp quá. 55-60kg đỏ 4. Sang 5 con mèo, trời, 5 con mèo. Em con chuột. Rồi lá 5 60-65kg lá 5. Lá 5 60-65kg. Đỏ 4 cho Ngọc Hân. Lá 4 tiếp chốt rồi khách. Rồi, cái này lá 5 60-65kg lá 5. Lá 5. Rồi hồng 5 luôn. 60-65kg hồng 5. 60-65kg hồng 5. Lá 5 hồng 5. Ở 4 tiếp hết. Rồi da 4 55-60kg da 4. 55-60kg da 4. Hồng 5 cho Nguyễn Tuyền. Nguyễn Tuyền hồng 5. Rồi cam 3 40-55kg cam 3. 40-55kg cam 3. Lá phối 5 60-65kg. Bộ này bao đẹp luôn mấy chị. Cam ba nhung vỏ. Gửi cho chị Liên Bích. Dạ ok chị. Lá phối 5 60-65kg. Bộ đẹp quá mọi người. Lá phối 5. À bộ này đẹp mấy chị ơi. 60-65kg lá phối 5. Ngọc Hân lá phối 5. Xanh bơ 4 55-60kg. Xanh bơ 4.
xanh bơ 4 55 nó 60 kg. Xanh bơ 4 nâu đất 5 60 nó 65 kg, nâu đất 5. Đây mấy chị ơi, đẹp lắm luôn cái kiểu này nha. Xanh bơ 4 cho giao tiên. Giao tiên xanh bơ 4. Rồi, nâu đất 5 mấy chị ơi, đẹp quá. Da 4 cho Nguyễn Thúy. Nâu đất 5 cho Quanh Quanh. Rồi, xanh 3. Xanh 3 nè, 45-55 kg xanh 3. Quanh Quanh có nâu đất 5 rồi, Quanh Quanh nha. Xanh 3, 40-55 kg xanh 3. Rồi cam 4, 55 nó 60 kg. Cái Zalo trên tờ giấy là Quanh xài chị. Rồi giao tiên chị ơi, khách mới bên Tiết gọi chị, khi nào nghe máy bên Tiết mới gửi hàng nha. Cái like này sáng ngày mai bên Tiết gọi nha chị. Rồi mã này ghi tiếp. Cam 4, 55 nó 60 kg. Cam 4 xanh 3 đạt phát. Cam 4 Nguyễn Nga Ngọc. Trang thì có tay dài không chị? Đặt hàng gọi chốt đơn không nghe máy. Gọi chốt không nghe máy nha. Rồi da 5 60 đến 65 kg. Da 5 60 đến 65 kg. Da 5 da 5 60 đến 65 kg. Da 5 rồi cam 5 luôn 60 đến 65 kg. Dạ chị dặn đi, Quanh nó đang ngồi trên máy đó chị, bình thường mà. Nói chung là cái Zalo đó chỉ để giải quyết đơn hàng đó, nhưng mà thường là Quanh là sẽ là online trên cái Zalo đó. Em không có khi nào mà em chơi đến đó chứ. Da 5 cho chị Đặng Hương. Rồi cam 5 60-65 kg. Cam 5 60-65 kg cam 5. Xanh rêu 3 40-55 kg. Xanh rêu 3 kim thê phan cam 5. Xanh rêu 3 40-55 kg. Xanh rêu 3. Dạ chị, em cũng tính ép riêng của chị á. Rồi mã này ghi cho tí là cam sọc 5 60-65 kg. Cam sọc 5 60-65 kg. Cam sọc 5 60-65 kg. Cam sọc 5. Hương Hoa có xanh rêu 3. Hương Hoa. Dạ chị, gửi luôn cho chị Kim Thê Phan. À, dạ chị Nguyễn Linh. Để nữa em ép hết cái Zalo riêng của em á, thì em có xài, còn Zalo kia là để làm công việc thôi chị. Hai mươi ba năm rồi. Chỉ vàng luôn. Hồng 5 60 đến 65 kg. Hồng 5 60 đến 65 kg. Hồng 5 60 đến 65 kg. Mã là Hồng 5. Rồi Hồng 3 40-55 kg. Hồng 3 40-55 kg. Hồng 3 40-55 kg. Trời ơi, nhà nghèo nghe mà hết hồn luôn à. Rồi mã này ghi tiếp cam 5 Hồng 3 cho Trinh Phan. Rồi cam 5 60-65 kg. Cam 5
Cam năm mọi người 60-65 kg, cam năm 60-65 kg. Cục này như số 5 nhiều. Rồi xanh năm 60-65 kg. Xanh năm 60-65 kg, xanh năm. Cam năm cho chị Đặng Hương. Ai xanh năm 60-65 kg, xanh năm. Tặng Quy Hị Trung Thủy. Rồi chị Đặng Phương bỏ bộ da ra hãy à. Xanh năm Ngọc Hân. Bỏ bộ da ấy. Ừ. Rồi da 4 55 nó 60 kg, da 4. 55 nó 60 kg, da 4. Em nhận đủ giấy. Xanh năm. Đưa lên giấy. Da 4 cho chị Hồ Thoa, da 4. Rồi da 5 mấy chị, 60-65 kg, da 5. Rồi mấy chị chốt cho tiếp da 5. 60-65 kg, da 5. Rồi hồng ba dễ thương quá mọi người, 40-55 kg hồng ba. Rồi chốt cho tiết hồng ba, 40-55 kg hồng ba. Rồi xin chào ông Vũ. Xanh phối 5 60-65 kg, xanh phối 5. Rồi cái xanh này bao đẹp luôn mấy chị nè, xanh này bao đẹp luôn nha. Đó. Hồng ba cho Đinh Tân. Rồi xanh phối 5 60-65 kg, con này bao đẹp luôn, xanh phối 5. Chị Đặng Bạch Cúc có xanh phối 5. Ngọc Hân 8 bộ, chị ơi mua thêm cọc cho tí mới chốt thêm được nha. Nâu đất bà 40-55 kg, nâu đất bà. Nâu đất bà 40-55 kg, nâu đất bà. Xanh phối 5 tiết chốt rồi mấy chị, xanh phối 5 chốt rồi nha. Nâu đất bà dùm tiết. Nâu đất bà cho Phương Kim. Nguyễn Anh Phương hết like này đi đơn ok hết. Đặng Thu ơi, em không nhớ được chị, tại chị có xả hàng ra nữa nên giờ không nhớ chị ơi. Da 5 60-65 kg, da 5. 60-65 kg, da 5. Nâu đất ba đã chốt nâu đất ba. Rồi bữa này lá 5 60-65 kg, lá 5. Da 5 cho quanh quanh. Quanh quanh da 5. Rồi lá 5. Lá 5 nha, 60-65 kg, lá 5. Đen ba mọi người, đẹp quá đẹp luôn nè. 40-55 kg đen ba. 40-55 kg đen ba. Rồi hồng 4 55-60 kg, hồng 4. 55-60 kg, hồng 4. Đen ba cho Long Hoàng. Long Hoàng đen ba, hồng 4. 55-60 kg. Rồi bọn này di tiết xanh ba, 40-55 kg xanh ba.
40-55 kg xanh ba. Xanh ba 40-55 kg xanh ba. Hồng 4 cái chim phan. Chim phan hồng 4. Rồi đỏ 5 60-65 kg đỏ 5. 60-65 kg đỏ 5. Đỏ 5 60-65 kg đỏ 5. Còn này ghi tiếp xanh phối 3 40-55 kg xanh phối 3. 40-55 kg xanh phối 3 đẹp nè mấy chị. Con này đẹp nè, xanh phối 3. 40-55 kg. Rồi đen 5. Đen 5 60-65 kg. Xanh phối 3 Nguyễn Thị Thanh Hoa. Nguyễn Thị Thanh Hoa có xanh phối 3. Đỏ 5 cho chị Tam Võ. Đỏ 5 chị Tam Võ. Rồi con này ghi cho tí là đen 5 60-65 kg đen 5. 60-65 kg đen 5. Rồi chốt cho tí là hồng 5 luôn ha. 60-65 kg hồng 5. Rồi hồng 5 60-65 kg hồng 5. Cam ba mọi người ơi, 40-55 kg cam ba. 40-55 kg. Rồi chốt cho tiếp cam ba. 40-55 kg cam ba. Hồng 4. Rồi, bộ này đẹp quá nè. 55-60 kg hồng 4. Cam ba cho Vân Bích. Vân Bích cam ba. Rồi bộ này đẹp quá mọi người. Hồng 4 55-60 kg. Rồi vàng 3 40-55 kg vàng 3. 40-55 kg vàng 3. Hư Lê có hồng 4. Rồi vàng 3 40-55 kg vàng 3. Vàng 3 40-55 kg. Rồi cam 5 chinh phan vàng 3. Rồi cam 5 60-65 kg cam 5. 60-65 kg cam 5. 60-65 kg cam 5. Đen 3 40-55 kg đen 3. 40-55 kg đen 3. Rồi bộ này da 3 40-55 kg da 3. Da 3 40-55 kg. Da 3 đen 3 chinh phan. Phan đen 3. Rồi bộ da cũng đẹp. Bộ da đẹp nha. 40-55 kg da 3. Rồi tím 5 60-65 kg cái cổ nè mọi người. Tím 5 nha, 60-65 kg. Rồi chốt cho tí là tím 5. 60-65 kg tím 5. Lá 5. Ai đẹp đẹp không? 60-65 kg lá 5. Đẹp đẹp không mọi người ơi, lá 5 60-65 kg lá 5. Quá đẹp quá đẹp. Nâu đất 3 còn nè, ai chưa chốt chốt lại giùm tí. Nâu đất 3 40-55 kg. Lá 5 cho chị Lê Khoa. Rồi đây nâu đất 3 40-55 kg. Nâu đất 3 40-55 kg.
nâu đất 3, rồi đen 3, hồng 3, xanh đen 3, cam 3, rồi 5 bộ nâu đất 3, hương hoa. Rồi giống vậy nha, em dơ màu luôn, cam 3, xanh đen 3, rồi hồng 3, tím 5 cho Chi Thái, hồng 3 cho Thanh Nga, tím 5, hồng 3, đen 3 không có, xanh 3 không có, à đen 3 có, rồi phun kim đen 3, cam 3, xanh đen 3, cam 3 cho Thanh Nga, xanh đen 3, Ly Dinh Du. Rồi bộ này mặt bao đẹp, rồi qua cái này. Cái bộ này mặt bao đẹp đúng không? Cái kiểu đó mặt bao đẹp. Nâu đất 4, 55 đến 60 kg, nâu đất 4. Nâu đất 4 thì có 2 bộ, 55 đến 60 kg. Mặt lên cổ bạc đúng rồi chế. Cái kiểu đó em mặc, em có mặc rồi. Nó phối ngay đây này, nhìn cái eo nhỏ xíu à. Nâu đất 4, 55 đến 60 kg. Rồi hai bộ nâu đất 4 chị, hai bộ nha, rất liền bao đẹp. U Thường nâu đất 4, rồi Nguyễn Thị Thanh Hoa nâu đất 4, rồi Nguyễn Ngọc Minh Châu chưa có đơn nha, đen 4, đen 3. Rồi mới nhận hàng rồi nha, tí cảm ơn Nguyễn Diễm. Đây đen 4, đen 3. Đẹp quá mọi người nè. Đen 4, 55 đến 60 kg, rồi đen 3, 40 55 kg. Bao đẹp luôn. Rồi đen 4, đen 3. Đen 4, đen 3 mọi người ơi, bộ nó đẹp lắm á. Rồi chị Phương Kim đi đơn ok chị. Nguyễn Hầm Ngọc không có đọc tên là không có. Kim Phan đen 3. Đen 4 chị Lê Hoa. Rồi xanh 3, 40-55kg xanh 3. Rồi màu xanh là cái kiểu này em nói thiệt bao đẹp mấy chị. Rồi xanh 3, 40-55kg xanh 3. Rồi cam 5 đẹp nè mấy chị, 60-65kg. Nguyễn Thị Thanh Hoa có xanh 3. Rồi cam 5, 60-65kg, cam 5. Đúng rồi, mặc lên cái eo nhỏ xíu ha, chị Linh ha. Cam 5, 60-65kg. Rồi tím 5, nãy tí có mở ra, mọi người lấy liền tím 5 nha. Cam 5, chị Nguyên Trương. Nguyên Trương cam 5. Rồi mã này ghi tiếp xanh 5, 60-65kg xanh 5. Đây, xanh này cũng đẹp nè, mấy chị thấy cái xanh không? Xanh 5, 60-65kg. Hứa luôn, thiệt luôn em á, em hứa cái bộ đó đẹp luôn á. Em cũng có mặc qua cái kiểu đó rồi. Rồi tím 5 em dơ lại nè, 60-65kg tím 5. Tím 5, 60-65kg. Xanh 5 cho Quỳnh Liên. Diễm My Phan Thị thích mặt ôm thì số 4. Rồi thích thoải mái số 5. Mỹ Sang em nhận đồ rồi, đẹp lắm. Rồi cảm ơn Mỹ Sang. Mã là da 5, 60-65kg. Da 5, 60-65kg. Da 5, da 5, 60-65kg. Nè, cái gì đẹp đẹp nè. Tiếng 5 Quỳnh Liên. Rồi Quỳnh Liên 5 bộ chị ơi, mình mua thêm mình cọc mới chốt thêm được nha chị. Cách mới thì chốt tới là 5 bộ. Rồi mình cọc thêm thì mình cọc thì chốt hơn 5 bộ ha.
Rồi lá ba mấy chị ơi nè, uống 55 ký lá ba. Đây mấy chị ơi, lá ba đẹp quá, 40-55 ký. Chút liền bộ này lá ba. Rồi hồng 4, 55 nó 60 ký. Phương kim lá ba. Phương kim lá ba, hồng 4 nè. 55 nó 60 ký, hồng 4. Hồng 4. 55 nó 60 ký, hồng 4. U hường hồng 4. U hường hồng 4. Rồi vàng 5, 60 nó 65 ký, vàng 5. 60 nó 65 ký, vàng 5. Nói chung em mặc em thấy đã đó, em mặc em thấy đã lắm luôn. Đen 4, 55 nó 60 ký, đen 4. Rồi 55 nó 60 ký, đen 4. Hai bộ đen 4. Chị nào lấy chốt mình tiếp hai bộ đen 4. Rồi cam 4 trực tiếp luôn. Cam 4, 55 nó 60 ký, cam 4. Đen 4 cho Hoa Nguyễn. Rồi đen 4 có 2 bộ. Rồi đen 4, 55 nó 60 ký, đen 4. Rồi cam 4, 55 nó 60 ký. Chị Yên Thư có đen 4. Rồi cam 4. Kiếm cho chị bộ hồng 4 đi. Rồi để lấy em có em dơ lên nha. Rồi cam 4, 55 nó 60 ký, cam 4. Bộ này ghi cho tiếng là phối 4. 55 nó 60 ký, phối 4. Phối 4, 55 nó 60 ký, phối 4. Rồi đi đơn cho Thông Nguyễn. Rồi đỏ 4, 55 nó 60 ký, đỏ 4. Phối 4 là cẩm hồng. Cam 4 cho Mai Ngọc. Rồi Thu Thường gửi về chị cũ ok đó. Đúng rồi chị Linh, mặt rộng nó thoải mái ha. Đi đơn cho chị Yên Thư hai bộ ok chị. Đỏ 4 nè. Đó tiếng thích mặc đồ rộng rãi thoải mái. Rồi đây đỏ 4, 55 đến 60 kg đỏ 4. Rồi đen 5 luôn, 60 đến 65 kg. Đen 5, 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Bao đẹp luôn à. Đỏ 4 cho Mai Ngọc. Ai quần này đẹp lắm mọi người. Đen 5 chị Đặng Bạch Cúc. Cam 3 40-55 ký. Quanh là muốn chị Linh mặc ôm ôm vừa vặn. Rồi quần này bao đẹp luôn. Cam 3 40-55 ký. Cam 3 mặc lên bao xinh luôn. Cam 3. Gồm chân ngắn cam 3. Rồi bộ này ghi cho tiếng là phối 3. Mọi người thấy cái tà áo không? Đó, tà áo nó xéo nha. Phối 3 40-55 ký. Phối 3. Đó bao đẹp luôn mọi người ơi. Phối 3. Chị mới nhận hai bộ phun Mỹ đẹp lắm. Rồi cảm ơn chị Cẩm Hà. Bộ mặt tiếp đó. Phối 3. Cam 3 biết hết.
đen 5, 60 đến 65 kg đen 5. Áo khoác xịn 140.000 đẹp giả mang, thấy chưa? Bữa nay mới khui hàng có không? Rồi, bữa nay đi cho tới là da 4, 55 đến 60 kg da 4. Rồi đen 5 chị Đặng Bạch Cúc. Rồi da 4. Chị đang khui nè. Ở cái hàng đó đó chị, em đâu có like nhiều đâu, khách vô khách kiếm mà em bóc cho em like luôn á. Tại vì khách mà mua rồi là quay lại kiếm liền, cái hàng nó đẹp quá. Đang mặc thử luôn, kinh fan da 4, quá trời đẹp luôn á. Cái quần áo khoác á, áo khoác xịn á. Hàng 200 mấy đó. Rồi cam 4, 55 đến 60 kg cam 4. Hàng 200 mấy lần chị. Trời ơi, nhìn cái đá trên like á, thấy chớp không? Đá xịn lắm. Cam 4, 55 đến 60 kg. Mặt bao mê, trời ơi, cầm thôi mê rồi chứ đó mà mặt cầm thôi thấy là mê liền. Rồi em ơi, mẹ mặc size 4. Nếu mẹ thích ôm ôm thì mặc 4, còn mẹ thích thoải mái mặc 5. Tại mẹ mà, mẹ chắc chắn là phải có bụng, mẹ chắc chắn là người phải nở nang rồi đó. Mẹ thích ôm thì số 4, mẹ thích thoải mái qua số 5. Cam 4 cho Trần Loan. Rồi xanh 4, 55 đến 60 kg. Xanh 4, 55 đến 60 kg. Quá trời đẹp cái bụng này. Xanh 4. Rồi, xanh 4, tiếp toàn xanh 4. Rồi, bộ này ghi đen 3, 40-55kg đen 3. 40-55kg đen 3. Cam 3, đen 3 cho thấm hồng. Cam 3, 40-55kg cam 3. 40-55kg cam 3. Nâu đất 3, 40-55kg nâu đất 3. Đúng rồi chế ơi, đúng rồi, mặt đẹp quá mà. Vàng 3, 40-55kg vàng 3. 40-55kg vàng 3. Đi thay bộ khác cái coi. Nãy giờ mặc con bộ mặc hoài. Thầy chưa buồn ngủ. Ngủ quá trời buồn ngủ. Ngủ bắt đầu em không có ngủ trưa, không có quen á, không ngủ được. Rồi nó cứ lăn lăn như trên mây. Người mẫu đồ bộ Tiết Nguyễn, người mẫu quên em nói lộn, người mẫu đồ bộ Tiết Nguyễn. Mẫu mấy chị ơi, da 3 em Tiết nha. Rồi chốt cho Tiết da 3. Bữa nay like bữa nghỉ hả? Nghỉ rồi khách. Vàng 3 Võ Thị Thu Ngân. Da 3 Nguyễn Bích Phương bộ mặt.
Rồi cam đất ba. Rồi mẫu này mới rồi nha. Bữa giờ like chưa thấy luôn. Cam đất ba 40-55 kg. Cam đất ba 40-55 kg. Cam đất ba. Da không? Da ba. Chị Hồ pha một bộ quá chết. Vàng 4 55-60 kg. Vàng 4 cam đất ba như ý nguyện. Rồi Kim Hoàng có một bộ đi đơn. À vậy đó hả chị Nguyễn Linh. Cam đất ba cho Nguyễn Hậu. Ủa cam đất ba chốt Nguyễn Hậu ơi, chốt rồi nha, xin lỗi nha, đang trả lời chị Linh. Vàng 4 Võ Thị Thu Ngân. Kim Phan 6 bộ. Xanh đen 5 60-65 kg. Xanh đen 5 60-65 kg. Xanh đen 5. Xanh đen 5 60-65 kg. Nâu đất 3 40-55 kg. Nâu đất 3. Nâu đất 3 40-55 kg. Nâu đất 3. Chị Nguyễn Ngọc Giàu ơi, cái bổ hồng này chị chịu không? Xanh đen 5 chị Đặng Bạch Cúc. Như ý Nguyễn bỏ cam đất 3 ra đi mình. Như ý Nguyễn bỏ cam đất 3 đi. Cam đất 3 này chú Nguyễn Hậu. Nguyễn Hậu ơi, cam đất 3. Nguyễn Hậu có cam đất 3 nha. À Nguyễn Hậu ơi, có cam đất 3. Rồi mã này chị Ngọc Giàu nãy chị kêu em kiếm bộ hồng, chị chịu bộ này không chị? Nâu đất 3 Đinh Tân. Nâu đất 3 Đinh Tân. Rồi mấy chị chốt tiếp hồng 4. Chị Nguyễn lấy 2 bộ hả chị? 2 bộ đó chị ơi. Ở đây ghi tiếp hồng 4. Rồi cái tài lợt nè khách, tài lợt nha. Hồng 4 55-60 kg. Hồng 4. Rồi lá 4. Ok Nguyễn Hậu nha. Rồi lá 4 55-60 kg. Đây quằn quại luôn nè. Lá 4 55-60 kg. Lá 4 Trần Loan hồng 4, Nguyễn Trang lá 4. Chị Nguyễn Bích Phương 2 bộ chị. Rồi chị Đinh Tân đi đơn. Rồi xanh 3 40-55 kg. Xanh 3 40-55 kg. Xanh 3. Đúng rồi, dán chị lên mặt. Mặc đồ bộ may sẵn là bao ghiền luôn. Ủa phải đi đo mai vậy trơn. Đi đơn cho chị Nguyễn Trang. Rồi đen 4 55-60 kg. Đen 4. Rồi vậy chị Linh vô em là chị Linh là thiệt chứ. Đúng luôn rồi. Định mệnh luôn rồi. Vô em là đúng ngay định mệnh luôn. Vô em là mới đẹp được. Nhìn gần mà sang lắm luôn. Bữa hôm qua nó thấy hình nó nói rồi. Ở đây trời ơi, dáng chị Linh đẹp lắm. Xanh ba như ý trần. Rồi dạ như tiền vậy chị? Chị tiền thấy ai báo số tiền đi. Ở đây em thấy mà là em không biết của khách nào này. Chị báo số tiền cho em coi đúng. Ờ đang bốn chị Thi Bích. Tức rồi hồi sáng với chị Diệu Ngọc, Diệu Nguyễn Thi Ngọc á, kêu là thông cảm xã bộ da bố á. Chưa chưa là em tới em thấy là comment là nâu
đen với lại bộ đỏ, không có bộ da. Mà chị chỉ uống được số chỉ hơi bao. Trời ơi khổ vậy. Là bộ nâu là bộ da. Chị cũng biết nữa, thì kêu ly da 4 gì chị đâu nhớ bao nhiêu bộ đâu. Là con với không có da 4. Ờ. Rồi không có được hả? Không được, chị biết. Mà bây giờ có màu gì, màu gì? Đây có màu nâu, màu đen, màu đỏ. Nâu gì? Nâu Mỹ. Nâu 4. Mà kêu xả da 4, chị Hải có ấn tượng không? Không biết đâu. Rồi chị Tiền Thái em nhận được 1.780.000. Chị Tiền Thái nè, ghi đi em 1780. Bên em hả? Không. Rồi rồi, cho chị có vàng giấy vô. 1780. Lúc trước chị mặc cái dạng này 270 bộ không à. Chị cứ chờ sao? Rồi không được hả? Không được. Em để em quăng ra đây chị đi, để chị gặp khách chị dơ lên 3 bộ cho chắc, chứ nhiều khi chị không nhớ. Vậy em không dám gửi bậy, tại vì em không biết phải bộ da là bộ nào. Chị cũng không biết là bộ nào, bộ da nữa. À là bộ đó. Bộ da đó không? Cái này lâu 4. Thôi đưa đây chừng nào gặp khách rồi nói. Chứ giờ bỏ ra bằng bậy bằng bạ không đúng. Còn lỡ không gặp nữa là xong luôn, đơn này để lại luôn chứ giờ gọi không được. Dạ chị Tiền Thái cảm ơn chị. Chị Đặng Bạch Cúc hình như là 12 bộ á chế. Ok chế Nguyễn Trang 20 à. Ờ ok chế Nguyễn Trang 2 bộ. Rồi lá 3 dùm tiếp 40-55kg lá 3. 40-55kg lá 3. Nguyễn Nhật bộ đi đơn, Như Ý Trần đi đơn, Đặng Huyền có xanh lá 3. Rồi xanh đen 5, 60-65kg xanh đen 5. 60-65kg xanh đen 5. Tụi nắng gắt chá vô con mắt luôn, trời nắng dội đằng kia nè. Nắng giả man. Ờ đó. Đó là đèn bên đây đó, nắng hơn kia. Rồi chá là luôn. Xanh đen 5. Dạ cảm ơn chị Đặng Bạch Cúc. Like này ngày mai bên em gọi nha chị. Hồng 3 40-55kg. Nhà chị đang mua. Trời ơi em nắng chói chang. Rồi Tú Trần xanh đen 5. Rồi mã này ghi cho tiếp. Hồng 3 40-55kg. Hồng 3. Bộ tiết mặt chốt rồi khách. Bộ tiết mặt hồi nãy mấy chị biết không, tiết dơ 2 lần luôn. Không ai chốt hết trơn. Hồng 3 thanh phan. Anh phan khách mới cho số điện thoại lại khách ơi. Đúng rồi chị Linh. Bởi vì chị Linh vô tiếp là đúng luôn. Đúng luôn chị Linh ơi. Mình thất lạc nhau lâu quá rồi, bây giờ mình mới tìm thấy nhau. Rồi Đặng Huyền hai bộ đi đơn. Anh phan. Rồi anh phan lấy số sau nè em. 586 nè, anh Phan 586. Sao cái 865 cái 586 là cái nào đúng trời. Anh Phan nè, 586 865 cái nào đúng. Rồi, đẹp xuất sắc. Đẹp xuất sắc luôn. Nâu 3 40-55kg. Trời ơi, cái bộ này ghiền quá, không lấy đi thai liền luôn. Ghiền cái bộ này quá trời luôn. Lấy đi thai luôn. Đi về nữa hả? Rồi thanh phan bây giờ số nào đúng nè, mới cho 586 giờ 865 nè. 865 đúng không? Rồi ok. Nâu 3 ly dung du. Cho số đúng nha mấy chị, tại vì mấy chị khách mới mà cho số không đúng là không có gọi chốt đơn được đó. Đúng rồi chị lên, trời ơi. Mua bên em là rẻ không hơn nữa không rồi. Lá 4 nè, 55-60kg lá 4. 55-60kg, mã là lá 4.
lá 4 55 nó 60 kg. Vàng 3 40 55 kg vàng 3. 40 55 kg. Hành phèn có lá 4. Hồi em bán về chị Linh, chị Linh thấy bán đau lòng đúng không chị Linh? 4969 ngàn. Rồi nói gần gần cổ luôn á chị. Thanh Nguyễn bên chị gọi em chưa? Bên chị gọi em chưa em? Nghe máy tranh thủ nha. Sau ngày mai là nhân viên chị nghỉ hết và chị cũng nghỉ luôn đó. Nghe máy thì chốt hết nha mọi người. Em dơm báo chị Hằng gọi Thanh Nguyễn liền cho chị đi hay rồi. Lá 4. Lá 4 hả? Con này là tiết đọc gì? Cái này vàng 3, lá 4 tiết hót rồi. Rồi, bữa này là vàng 4. Rồi vàng 4, 55 nó 60 kg vàng 4. Hình như ngoài còn mấy bộ hay sao? Thanh Nguyễn á. Vàng 4 Thanh Nguyễn. Em để 2 bộ. À vậy hả? Rồi. Vàng. Rồi cam 3, 40 55 kg. Dạ chị Nguyên Trương. Rồi mai ra lấy mẹ em luôn như chứ rồi. Ngày mốt rồi bên em nghỉ hết rồi chứ. Ngày mai là còn gọi chốt đơn á, mới chế ra lấy giùm em nha. Rồi cam 3 40 55 kg. Trời ơi đẹp quá đẹp luôn. Vàng phối 3 40 55 kg. Cam 3 cho Thúy Uyên. Thúy Uyên cam 3. Rồi ok chế Nguyên Chương. Rồi vàng phối 3 đẹp quá, 40 55 kg vàng phối 3. Rồi Thanh Nguyễn có vàng phối 3. Rồi bộ này da 4 55 đến 60 kg da 4. 55 đến 60 kg bộ này cũng bao đẹp nha các. Đó, bộ nào mà tiết mặt rồi tiết mới dám nói là bao đẹp. Xanh đen 5 rồi xuất sắc 60 đến 65 kg xanh đen 5. Da 4 cho Bùi Cẩm Tú. Xanh đen 5 60 đến 65 kg xanh đen 5. Xanh đen 5, 60 đến 65 kg, xanh đen 5. Rồi, mã này nâu 4, 55 đến 60 kg, chi thái xanh đen 5. Bộ đồ nó nặng, nó sợ luôn á, nó dày á mấy chị. Rồi, nâu 4 một tí nè, 55 đến 60 kg, nâu 4. Nâu 4, 55 đến 60 kg, nâu 4. Rồi, đen 3, 40, 55 kg, đen 3. Rồi nâu 4 cho Nguyễn Bo. Đi đơn 3 bộ Bùi Cẩm Tú ok. Đen 3 40 55 kg đen 3. 40 đến 55 kg đen 3. Rồi đỏ 4. 55 đến 60 kg đỏ 4. 55 đến 60 kg đỏ 4.
Hồng 5 60 đến 65 kg hồng 5. 60 đến 65 kg hồng 5. Đỏ 4 cho Thiện Ngọc. Rồi chị Thiện Ngọc đỏ 4. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. 60 đến 65 kg cam 5. Rồi da 5 60 đến 65 kg da 5. 60 đến 65 kg da 5. Rồi vàng 5 60 đến 65 kg vàng 5. Vàng 5 60 đến 65 kg. Để lên đó một chị. Da 5 cho Tú Trần. Rồi da 4 55 đến 60 kg da 4. 55 đến 60 kg da 4. Vàng 5 hợp kim. Hợp kim có vàng 5. Rồi da 4 nha mọi người. Xanh đen 3. Đây, xanh đen 3 40 đến 55 kg xanh đen 3. 40 đến 55 kg xanh đen 3. Xanh đen phối 3 là bộ này ha, xanh đen phối 3. 40 55 kg xanh đen phối 3. Phương Kim xanh đen 3. Da 4 Nguyễn Thúy. Chị Dương Hạnh gửi luôn dạ chị. Xanh đen phối 3 bộ này. 40 55 kg xanh đen phối 3. Xanh đen phối 3 40 55 kg. Gồm chân ngắn xanh đen phối 3. Tay dài cái gì nè. Đây xanh đen 4 nè. 55 đến 60 kg. Rồi chị Hồ Thoa nè, chị lấy tay dài nè. Đó, ưu tiên cho chị luôn nè. Chị có cọc 100 ngàn nè. Đó, em cố gắng em chốt nè. Chị có lấy tay dài không chị? Rồi Tú Trần đi đơn ok hết. Rồi chị Hồ Thoa lấy em chị xanh đen 4 hay tay dài nha. Đó, lấy em ưu tiên chị bộ này. Đỏ 5 60 đến 65 kg đỏ 5. 60 đến 65 kg đỏ 5. Đỏ 5 60 đến 65 kg đỏ 5. Rồi da 5 luôn, 60 đến 65 kg. Trời ơi, cái bộ này chỉ có 10 màu luôn, mặc bao sang không chị? Tay dài mặc bao sang. Rồi Phương Kim, 4 5 bộ gì đó khách ơi. Rồi beo 3 40 đến 55 kg beo 3. 40 đến 55 kg. Đó 5. Rồi, đó 5 cho Phạm An, chị Hồ Hoa ghi đi chị xanh đen 4 đi. Đó, chị ghi theo cái mã để em để vô cho đúng bộ đồ luôn. Xanh đen 4. Rồi Nguyễn Thúy. Ủa chị ơi, số điện thoại nào đúng? 089086. Chị là khách mới, số điện thoại mà sai không gọi chốt đơn được nha chị. Hồi nãy chị cho em 089, giờ chị cho em 086. Beo 3. Đó, mấy chị khách mới là bên em gọi. Gọi được mấy chị mới là chốt hàng được nè, gọi được cái mấy chị mới đọc địa chỉ. Mấy gửi hàng.
gọi không được đồ mình coi như không có chốt được. Rồi beo ba 40-55 kg, beo ba 40-55 kg, beo ba. Rồi xanh 5 60-65 kg, xanh 5 60-65 kg, xanh 5. Chị Hồ Thoa với cái mã đúng dùm em đi chị ơi, vậy không đúng bộ đồ. Rồi chị Hồ Thoa là xanh em 4 à. Rồi đỏ 3 40-55 kg, đỏ 3 40-55 kg, đỏ 3. Chị Nguyễn Thúy nè, số sai là không gọi được nha chị, em báo không thấy chị trả lời á. Đỏ 3 cho Thanh Nguyễn. Da 5 60-65 kg, da 5 60-65 kg, da 5 60-65 kg, da 5. Rồi chị ơi, nãy cho 089 không nè. Đó, ngày mai hên xui nha. Rồi số nào đúng thì chốt nha, gọi sai số là không có chốt được nha. À, xanh đen 5 không có, cái này là xanh 5 thôi nè, không phải xanh đen, xanh 5. Rồi da 5 60-65 kg, da 5 rồi cam 5 60-65 kg, cam 5 60-65 kg, cam 5. Xanh 5. Võ Thị Thu Ngon nãy giờ đặt ba size đúng không ta? Nguyễn Dung chuyển bao nhiêu em? Nãy giờ thấy đặt ba size luôn, 3, 4, 5. Đúng thì tiết chốt ra nha, để sợ nhiều khi đặt lộn size. Em chuyển nhiêu để chị kiểm tra em ơi. Bi 5 60-65 kg, bi 5. Da 5 cho An Yên. Rồi chị nhận được 1.030.000 của Nguyễn Dung nãy em, chị nhận được rồi nha. Rồi bi 5 60-65 kg, bi 5. Hộp kim có bi 5. Dạ, cái kiểu nút nó ít quá trời chị Linh. Đen 5 60-65 kg, đen 5 60-65 kg, đen 5. Rồi Nguyễn Dung ok em, 1030 đi đơn luôn nè. Rồi Đặng Khoa không có, mai chị nghỉ rồi khai trương gì giờ này. Nó lừa gạt em đó, mai chị nghỉ rồi đâu ra mà khai trương giờ này. Giờ này người ta nghỉ Tết ai đâu khai trương, mấy đứa nó lừa gạt á. Phải không, giờ này ai khai trương giờ này người ta nghỉ hết trơn. An 5 Nguyễn Tiền. Rồi xanh 4 55-60 kg, xanh 4. Trời ơi, tối ngày đem tên tuổi của Tiết ra mà bán nước hoa. Nước hoa mà nó lấy nước cống nó bỏ vô không nó mới chị. Tiết nổi tiếng quá. Bữa giờ khách cứ vô nói trời ơi Tiết tặng nước hoa cho khách hả, nó bỏ nước cống vô trong đó nó bán đó trời. Hèn chi em nghi lắm, hỏi chị cho chắc. Đúng rồi em nghĩ đơn giản thôi. Giờ người ta nghỉ Tết tới nơi, ai mà khai trương giờ này. Mấy đứa nó lừa gạt mà nó cũng xàm xí nữa. Rồi cam 3 40-55 kg, cam 3. Cam 3.
Nhận tổng cộng 8 bộ rồi, đẹp lắm rồi. Cảm ơn Thanh nào. Cam 3 40-55 kg, cam 3 Tuy Hồng Phan, cam 3 phải không chị Linh? Phải không? Trời ơi, nghĩ sao cho hợp lý. Tết là nghỉ hết trơn rồi, đi khai trương cái gì. Mấy đứa là thiệt tình. Rồi, má xanh 3 mọi người, 40-55 kg, xanh 3. Xanh 3, 40-55 kg, xanh 3. Rồi, kiểu giống tiết mặt. Mình ghi cho tiết là hoa 4, 55-60 kg. Thanh Phan xanh 3. Hoa 4, 55-60 kg, hoa 4. Kiếm cái quần số 4 hay rồi. Hoa 4. Giờ mua có đi đơn. Ủa có bình thường mà khách. Có đi đơn bình thường mà, đang like đi đơn bình thường mà. Bất kệ nó, em nó biết, nó biết mà quan trọng nó không lừa em được thôi. Đó không, nó biết kệ nó, đâu ảnh hưởng gì, nó không lừa em được thôi. Quan trọng là em không có nhận hàng. Bây giờ nó muốn gửi tới nó gửi. Quan trọng là em mở ra, mở ra coi em trả lời nó. Nó cũng không có làm được gì em hết. Hoa 4 cho Nguyễn Bo. Đúng không? Bây giờ cho nó lừa luôn, tới nơi luôn, mở ra coi trước mặt nó xong trả nó. Nó cũng không có làm được gì em hết. Không có mất một hàng nào hết. Rồi hồng 5, 60-65 kg, hồng 5. Đúng không? Mấy đứa lường gạt mình nghi thì mình đừng có chuyển tiền gì hết. Nếu thật sự mình nghi, mình không có chuyển 1.000 cũng không chuyển luôn. Nhưng mà cứ kêu nó gửi tới đi, gửi tới nơi chị trả tiền. Nếu mà mình nghi nha, xong cái gửi tới nơi mình mở ra mình coi, phải không? Mở coi cho đã, thôi chuyển lấy. Đó, làm vậy cho nó tốn cước chơi. Tại vì mình biết nó lừa gạt thì mình làm như vậy. Còn nếu như mua của Tiết, chắc chắn tin Tiết thì phải nhận nha. Bơm là mình mất cơ hội đến với nhau. Hồng Năm cho Phương Nguyễn. Dạ ok chị. Ok chị Hồ Hoa. Ờ đúng rồi, làm gì tội shipper. Thôi vậy đừng có kêu nó giao tới. Hồng Năm hả? Hồng Năm lỗi hả Phương Nguyễn? Thôi suy nghĩ lại rồi, làm vậy tội shipper lắm. Mang nghiệp thôi. Bây giờ đừng có kêu nó giao tới. Nói lời thôi em để em xài đi nha. Chị không có xài nước hoa. Chị là xài nước xịt phòng quen rồi, không có xài nước hoa. Đúng rồi, em mới nhớ là cái vụ là tội nghiệp shipper. Rồi da 5, 60-65 kg, da 5. Rồi kiếm quần số 5 luôn, hãy ơi. Da 5, 60-65 kg, da 5. Da 5, 60-65 kg. Và có không? Có thì văn bộ đó ra luôn. Hồng da 3, 40-55 kg, hồng da 3. Đúng rồi. Đứa nào mà nó gọi nó tặng nước hoa đồ đó mấy chị nha, nói nó thôi em để lại em xài đi. Kêu nó để lại nó xài, nó xịt lên người nó trước đi. Rồi ok chị Hồ Hoa nè. Số 3 cho mình chị ơi. Vậy hả? Vậy bỏ bộ đó kìa. Chị Hồ Hoa em nhận được 193.000 nè. Rồi em ơi, ghi đã nhận 193 đi đơn. Hồng da 3. Rồi cam 5, 60-65 kg, cam 5. 60-65 kg, cam 5. Xanh bơ 3, 40-55 kg, xanh bơ 3. 40-55 kg, xanh bơ 3. Đúng rồi chị, em quên. Đó, mình đừng có làm tội shipper.
Rồi da 3 40-55 kg da 3. Xanh bơ 3 gồm chân ngắn. Cam 5 cho an yên. Đây là da 3 40-55 kg da 3. Vân bích có da 3. Rồi vàng 3 40-55 kg vàng 3. Nghi ba bộ này không gọi được, chắc Nghi bỏ lại luôn á. Một lâu rồi chị ra đi hai bộ. Vàng ba không biết phải không. Đánh mai vàng ba. Biết phải không thì tội đến nơi rồi không đúng. Dạ em nhận được rồi chị Hồ Thoai, rồi đi đơn cho chị. Ok chị nha. 65 60 đến 65 kỹ 65. Mà chị tôi đi đơn mà. Tôi đi đơn mà bây giờ sai rồi, rồi gọi lên thì gọi không được. Sai bộ đó thôi, chứ gọi ra thằng đưa chiếu còn hơn bộ như chắc chạy quá. Ừ, à, đi luôn đi. À, rồi vậy đi. 85 60 đến 65 kg. 85. Đi dung du 85. Các bộ da là bộ này của em ha. Rồi, ai mọi người da 4 55 đến 60 kg, da 4. Da 4. Trời ơi, đẹp quá. Mới chế 55 đến 60 kg da 4. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. Rồi Liên Dung Du 3 bộ đi đơn. Da 4 Nguyễn Nga Ngọc. Nguyễn Nga Ngọc da 4. Rồi cam 5 60 đến 65 kg cam 5. 60 đến 65 kg cam 5. Rồi đen 3 40-55 kg đen 3. Da 4 em chốt rồi mấy chị. Rồi đen 3 40-55 kg. Đen 3. Đen 3 kiếm cho chị số 5. Số 5 nãy giờ em like quá trời. Rồi đen 4 55 đến 60 kg đen 4. Đi đơn Nguyễn Nga Ngọc ok đó. Đen 4. Rồi hẹn năm sau gặp lại em. Tết còn gặp mà, Tết là live stream giao lưu. Ha. Nhớ mọi người lắm. Cam 5 đổi tiền. Ngày nào cũng ngồi nói vậy nè. Rồi bây giờ không nói chuyện nhiều cũng buồn. Rồi bọn này ghi tiếp cam 3 40-55 kg cam 3. 40-55 kg cam 3. Cam 3. Tối có like có nha. Có like like cuối nữa. Tạm biệt em Oanh rồi. Qua Tết hay gặp em Oanh. Phối 3 40-55 kg phối 3. Rồi like này nữa là qua Tết mới gặp tiếp nè. Rồi like tối nay qua Tết mới gặp Oanh. Chị kể chuyện này vui lắm. Chuyện gì chị Dung? Cam 3 Võ Thị Thu Ngân. Một bộ gửi luôn Dương Muội. Phối 3 40-55 kg phối 3. Chị Dung kể đi em nghe này chị Dung ơi. Da 5 60-65 kg da 5. Da 5 nè mọi người 60-65 kg. Đen 4 chị Nguyễn Thúy. Đen 4. Rồi bọn này da 5 60-65 kg da 5. Rồi chị Nguyễn Nhã ơi chọn đi chị. Bây giờ đồ tiết nhiều mẫu quá, tí đâu biết chị thích bộ nào. Tí like này chị cứ chọn đi. Cam đất 3 40-55 kg cam đất 3.
Rồi vàng 5 60 nó 65 kg vàng 5. 60 nó 65 kg vàng 5. Cam đất 3 cam vỏ. Da 5 chị Hồ Thúy. Rồi xanh rêu 5, 60 nó 65 kg xanh rêu 5. Xanh rêu 5, 60 nó 65 kg xanh rêu 5. Thò da đó em. Ok quanh quanh. Rồi cam sọc 5, 60 nó 65 kg cam sọc 5. Cam sọc 5, 60 nó 65 kg cam sọc 5. Rồi em sẽ like 3 với 5 cho mấy chế chốt nè. Hồng da 3, 40, 55 kg hồng da 3. Rồi hồng da 3, 40, 55 kg hồng da 3. Hồng 5, 60, 65 kg hồng 5. Hồng 5, 60, 65 kg hồng 5. Hồng da 3, chị Nguyễn Nhã. Rồi hồng 5, 60, 65 kg hồng 5. Chị Lan Thảo ơi, bây giờ của mình mấy đơn chưa nhận lần chị. Bây giờ mình mua thêm mình cọc cho tí chị ơi. Tại vì hai đơn trước là chị chưa nhận. Rồi hôm qua em kia tiết mới đi đơn cho chị mấy bộ. Mua thêm cọc dùm tiết chị ơi. Rồi mã này ghi cho tí luôn. Rêu 3 40-55 kg. Rêu 3 40-55 kg. Mã là rêu 3 40-55 kg. Rêu 3 40-55 kg. Có sai số 3 nhiều. Xanh 3 đẹp quá. 40-55 kg xanh 3. 40-55 kg mã là xanh 3. 45-55 kg xanh 3. Đen 5 60-65 kg. Alo. Dạ dạ. Thối nhiêu chị để em đem tiền xuống. 139 ngàn. Dạ rồi rồi rồi. Em nói Huệ đem đồ chị Nguyễn Ngọc vào hai bộ. Chỉ đưa 400 thối nhiêu ta nói Huệ. Chỉ đưa 400 thối nhiêu để chị đưa tiền. Rồi đen 5 cho đổ tiền. Đen 5 cho đổ tiền. Xanh 3 40 đến 55 kg xanh 3. 40 đến 55 kg xanh 3. Xanh phối 3 đi khác mã ha, xanh phối 3. 40 55 kg xanh phối 3. Với chị nhận quần lửng ống vàng vàng lợt vàng đậm vàng lợt chị ơi, cái nào lỗi nhá chụp gửi em bên em đổi lại cho chị này. Chị nhìn vô máu hơi tiền rồi mà không mới gặp mình rồi. Thanh Nguyễn hả? Rồi mã này ghi cho tí lá 5 60 đến 65 kg lá 5. 60 đến 65 kg lá 5. Rồi mới kêu đi đơn rồi quanh quanh. Mới kêu đi đơn in giấy rồi giờ kêu gọi chốt đơn nữa. Mới kêu in đơn đi giấy không? Quên in giấy đi đơn rồi. Tím 3 40-55 kg tím 3. Trời ơi khách ơi, mình tiếc mà in giấy rồi. Kiếm là cái giấy cũng đuối lắm á. Tím 3 40-55 kg tím 3. Một ngày một đống giấy chứ không phải là hai ba cái giấy đâu.
Cộng Hiếu Nguyễn đặt hàng đúng mã đi khách. Mã thiết đọc là màu và kèm size. Nãy giờ mình đặt không có cái nào đúng hết. Hồng 5 lá 5 cho chị Thi Nhớ Nguyễn nè. Biết vui mà để mặt luôn. Thi Nhớ Nguyễn nè, hồng 5 hả chị? Lá 5 bộ dưới nè. Hồng 5 lá 5. À nè nè. Hồng 5 bộ em cầm trên tay phải không chị Thi Nhớ Nguyễn? Hồng 5 em cầm trên tay cả bộ phải không? Hồng 5 với lá 5 cả bộ. Lo nói chuyện cái hay quên. Cái thật nhiều chuyện. Rồi lá 4, 55 nó 60 kg lá 4. Đó, tiết đọc làm sao? Tiết đọc là màu và size đúng không? Mình đặt hàng mà mình đặt không có size thì làm sao mà chốt? Xanh lá 4, 55 nó 60 kg. Đó, 3, 40, 55 kg. Đó, 3. 40, 55 kg. Đó, 3. Chị Thi Nhớ Nguyễn đúng không chị? Đúng hai bộ tiếng nói không chị ơi? Xanh rêu 5, 60 đến 65 kg. Xanh rêu 5. Xanh rêu 5. Hồng 5 quần đen em ơi. Bây giờ em dơ hai bộ đi. Chị dơ lại cho chị coi phải. Ờ, bộ đó đó. Với bộ lãng. Không, bộ hồng kia, hồng quần đen với bộ xanh lá. Chị cứ cho em cho hai ngàn đi, rõ mua từ lẻ em hỏi luôn. Chị chiều nói 120 ngàn. Này em đưa giùm chị. Đây chị Thi Nhớ Nguyễn em dơ lại nè. À hồng 5 cho chị ha, quần đen ha. Hồng 5 với lá 5. Chị đây giờ sao xả hả? Đi đơn. Rút ra bộ kia luôn. Đi lại phải không? Rồi rồi. Rồi riêu 5, 60 đến 65 cái riêu 5. Đúng không vậy chị? Chị lấy cho em 200 ngàn đúng không? Lỡ chị đưa 500. 400, chị nói chị đưa 400. Rồi ok, chị ok ha. Hai bộ này. À, à. Bộ bộ đây à, bỏ ra, bộ đó không phải. Mấy chị ơi, 10 phút nữa tiếp nghỉ rồi. Chị ai tiếp đi họp nữa, phải nghỉ nha. Rồi, đi họp phụ huynh. Đi họp giờ này đó trời. Cái giờ mà dầu sôi lửa bỏng. Rồi, vàng 3, 40, 55 kg vàng 3. Rồi, đi đơn ra Hồng Ngữ. Rồi quanh quanh bỏ vô chốt đơn đi em, để mai chốt đơn giải quyết. Để sợ lộn. Cổ Tuyền vàng 3. Riêu 5 chị Bạch Kim. Rồi, bọn này tiếp đen 5 nè, 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg đen 5. Rồi, mấy chị ơi, bộ này đẹp lắm nè. Xám 3 40 55 kg. Dạ chị. Tự nhiên cái mấy năm trước em họp buổi sáng rồi lên cái cấp 2 này á, bé lớn của em. Họp buổi chiều không? Cái giờ mà thiệt chứ dầu sôi lửa bỏng dữ lắm. Ở đây mà đi làm để dứt chân, dắt chân lên cổ chạy đi họp. Cái giờ đó giờ người ta tan ca đúng không? Đi họp giờ đó. Bình thường là đi họp buổi sáng chủ nhật là ok. Hôm bữa em mới họp buổi sáng. Buổi sáng chủ nhật là ok rồi. Rồi đen 5 cho Hồ Thúy. Rồi bây giờ họp buổi chiều. 63, 40, 55 tới 63. Rồi em dơ lại nè. 63, 40, 55 kg. 63.
Rồi xanh ba. Đó, toàn đẹp đẹp không nào, 40-55 kg xanh ba. Xám ba, xanh ba, 40-55 kg. Thì đó, hôm bữa đứa là em họp chủ nhật buổi sáng, rồi bây giờ đứa họp buổi chiều. Da ba 40-55 hơn á, hơn là năm nào em họp cũng hai đứa nó cũng là hai ngày khác nhau cho nên em đi họp được. Rồi Hồ Thí gửi luôn xám ba cho chị Nguyễn nhã. Chứ có mình em họp cũng được là em nhờ ông Quanh đi họp. Em họp cũng được nhờ ông Quanh đi họp. Da ba 40-55 kg da ba. Xám đây. Da ba 40-55 kg xám ba hết. Đó, em không được thì em nhận quanh. Rồi xanh ba, có chị Bạch Kim, có chị ơi tấu quanh like chị. Xanh ba 40-55 kg xanh ba. Rồi xanh năm 60-65 kg xanh năm. Rồi Phi Liên một bộ đi đơn, xanh năm 60-65 kg xanh năm. Đây, số 3 nãy giờ em like quá trời luôn mà nè. Quanh hộp đứa lớn à, đứa nhỏ nhỏ xíu rồi đó, hộp gì. Tím 3, 40-55 kg tím 3. 40-55 kg tím 3. Tím 3, 40-55 kg tím 3. Xanh rêu 3, 40-55 kg xanh rêu 3. Xanh rêu ba. Alo, đúng rồi em giáo gì vậy? Giày 243. Rồi để chị nói em chị xuống. Trời ơi, phải là nhìn có huệ cái là nhận được rồi. 243. Trời ơi, dầu soi lửa bỏng. Dầu soi lửa bỏng. Quanh ơi, Quanh đâu rồi Quanh? Xanh năm Ngô Khánh Linh. Ê, nói nghe nè, bé ba, đâu đáng đâu vậy? Ê, xuống nhận giùm hai đôi giày giùm đi. Ủa hả? Hai đôi giày của hai đứa nhỏ. Xanh năm này làm gì? Không, xuống trả tiền giùm chế luôn đi. Xuống đi. Ồ, 293 ngàn. 293 ngàn. Ủa, hên quá. Cuối lai đi đơn cho Vân Bích. Xanh năm làm gì? Xanh năm, xanh dương ấy. Đâu rồi ta? Đúng rồi đó, xanh năm. Xanh rêu ba. Rồi Nga Nguyễn Thị Thu đi đơn sáng. Vân Bích chị anh giấy đi đơn chưa? Rồi đúng rồi, em là một cái bình, hai cái ly. Xách hai cái tay muốn nổi chuột. Rêu ba chú cho gồm chân ngắn rêu ba. Rồi ngoài này rêu năm nha. 60-65 kg rêu năm. Tối có like mấy chị, tối like nữa là nghỉ Tết luôn á nha. Mai bên Tiết là không có like, nhưng mà mai là bên Tiết là gọi hết. Đó, gọi hết đi hàng là ngày mai vẫn còn giải quyết đơn hàng được nha mọi người. Qua ngày mai là nhân viên Tiết nghỉ, Tiết cũng đi về quê. Mấy cái số điện thoại chốt đơn là không có ai nghe máy hết. Đó, cái này Tiết nói trước. Ngày mai Tiết vẫn đăng thông báo cho mọi người xem. Nhưng cái này Tiết nói trước. Sau ngày mai tất cả các số chốt đơn không có ai nghe máy nữa. Rồi khai trương thì mùng 6 tiết khai trương. Rồi những cái hàng mà xử lý hay đồ lỗi đồ trả gì đó qua mùng 10 tiết giải quyết nha. Ngày mai vẫn thông báo cho mọi người rõ hơn nha mọi người. Bây giờ tiết nghỉ. Tiết nghỉ nha, qua năm mình mới gặp nhau. Thì tiết xin dành 2 phút tiết chúc mọi người năm mới là vạn sự như ý nha. Phát tài phát lộc, ai cũng đều mạnh khỏe, hạnh phúc hết nha. Rồi, tới đây thì mình tạm chia tay khoảng chừng 10 ngày.
nha mọi người, xong rồi mình sẽ gặp lại líu lo với nhau nữa nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.